Biểu hiện của quả bị sâu hại và côn trùng chích hút. Côn trùng hút hết dưỡng chất trong quả và gây thối quả, hỏng quả, gây rụng hàng loạt. Nó rụng rất là nhiều, quá là nhiều luôn. Tiếc không? Riêng giống ruồi vàng này là nó châm, đặc biệt là những quả bưởi, cam. Quả bị sâu hại và côn trùng chích hút gây mất mã. Thì khi mà nó châm thì biểu hiện rất là nhanh rụng và rụng hàng loạt, không thể kiểm soát. Đây là một vườn không dùng thuốc diệt côn trùng, quả rụng rất là nhiều. Viện Nông nghiệp Sinh học Cây trồng vừa cho ra chế phẩm sinh học diệt côn trùng Becquill với công nghệ tiên tiến bậc nhất từ Đức, diệt sạch các loại ruồi vàng, nhện đỏ, rầy dẹp, sâu hại chỉ với một lần phun, công nghệ kháng nhận, không còn lo côn trùng nhầm thuốc. Một chai Becquill các bác có thể pha cho 1.500 lít nước và phun cho 1 hecta cây trồng. Đặc biệt với đặc tính siêu bám dính, nên khi phun Becquill thuốc được bám dính lâu, côn trùng không dám quay lại. Phù hợp phun cho các loại cây ăn quả như sầu riêng, cam, bưởi, nhãn vải, bơ na, tới các cây công nghiệp như cà phê, cacao, tiêu điều, các loại cây ngắn ngày như lúa, rau màu, hoa cảnh, cây cảnh, để đặt hàng chính hãng các bác để lại số điện thoại hoặc liên hệ hotline trên màn hình. Ưu đãi cực lớn khi mua từ 1 thùng, miễn phí vận chuyển tận nhà khi mua từ 2 chai.